Đấy, siêu nhân gao. Thấy bóng dáng của Mai Thái rồi đó. Thái hay không thì đợi nhìn nhìn cúp đùa mới biết. Đồng này là đồng K12 An Phước Tân Hồng Đồng Tháp nha các bạn. Đang vô sớ chuẩn bị đông sưng, vừa ăn thua đông xong. Ô này lớn mà chạy có một mình con này. Cái này phải chạy hai con mới đã. À, 2018 siêu nhân cao đây, tem 1747. Con này là tem bảo hành 1.500 giờ. Ngon. Gần tới rồi đó. Ô này thì hạn chế góc quay nha anh em, quá lớn rồi mình chạy không đủ đi, không đủ góc để quay cho anh em đâu, chạy không kịp đâu. Cho nên có thể là hạn 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 hẹp góc quay tí xíu đó. Đấy, nghe thở máy rồi đã. Siêu nhân gao 5018 4018 đồ là y thinh vậy nè, chỉ có 4708 thì nó không có hai cái ốp đen hai bên. Ở cái xứ mình quay chỉ có 5018 4708 hay 4018 thì cũng có. 3408 mình nhớ, nhưng hồi đó có quay được một con. À, ngon lành kình đạo, nó sẽ lâu mới gặp được anh siêu nhân. Rồi Kubota 5018 sử dụng động cơ Kubota V2403 piston 87, hành trình là 1 tấc 12, 112 ml đó, dung tích 2.4, không turbo, công suất là 48 hp, công suất tổng là 50 hp. 2018 này thì được 2 số sớt, 540 với 750. Hộp số thì có cần gạt tiếng lùi đồng tốc 8 tiếng 8 lùi. Cái vấn đề hộp số đồng tốc này mình có nhớ mình xem qua cái chi tiết hộp số trên cái bản vẽ, hình như là nhớ là 2018 mình không có cái dòng đồng tốc nha. Nhưng mà có một anh em nào đó có lên nói với mình 2018 này nó đồng tốc 3-4 giống như thằng 6040. Đồng tốc ở số 3, số 4 á. Mình nhớ rõ là có xem qua cái bản chi tiết hộp số thì nhớ là không có cái tần số nào mà nó có cái dòng đồng tốc hết á. Nó chỉ có cần gạt tiếng lùi đồng tốc thôi à. Giữa cái việc mà chọn máy Thái với máy Việt á anh em, thì mình có ý gì? Cái này nói chung là cũng theo cái ý khách quan của mình nha, do mình không có lái máy mình không có ấy được. Anh em nào mà có đi Bến Lòng á thì khuyên là lên chọn máy Việt. Máy Việt nó có cải tiến đùi. Cải tiến ở đây là cải tiến để về cho bên Việt mình chạy Bến Lòng đó. Còn không đi bến lòng mà đi bến hơi là nhiều đó thì chọn máy Thái. Còn cái vấn đề giữa máy Việt với máy Thái chất lượng nó khác nhau hoặc là bằng nhau thì cái đó là cái này là mình chắc ăn luôn, là máy Việt với máy Thái chất lượng nó cao hơn nha anh em. Cái này anh em nào mà có tham gia diễn đàn máy cài gì, cái hỏi máy cài đó tham gia từ lâu thì sẽ biết là trên đó nó có một bài viết của ông Manh quản trị viên, anh có được cho anh được Kubota đi cho qua tham quan nhà máy Siam đó, Siam bên Thái đó, Siam là Sim đó, Sim ở Thái Lan đó. Thì bên đó họ nói là cái dòng máy sản xuất xuất khẩu qua bên Việt Nam mình là cái dòng máy có cái tiêu chuẩn gọi là thấp nhất đó, thấp hơn cả Campuchia luôn. Cái vấn đề mà nghe nói thường xuyên ở đây là máy Thái chạy sẽ bốc hơn, nước sơn tốt hơn. Máy thì nó ra của bền tại người, nhưng mà cái vấn đề so đo giữa máy này với máy kia thì không tránh khỏi đi. Mình là người tiêu dùng mà, cho nên cũng phải có thắc mắc này thắc mắc kia. Đó, cái đó là số ý của mình thôi, này góp ý chia sẻ cho anh em nghe. Tại vì nếu mà nói ra thì nó cũng có nhiều ý kiến trái chiều lắm, nó được lòng này mất lòng kia. Đó,
chính bên kia đây kìa, năm chín một giò, cái gì là 79 luôn á, 79 một giò, ghê. Đây nữa nè, hai giò nè, nhớ như 59 7 luôn, 7 luôn, ngon. Con một giò, con hai giò là căng hết đồng rồi. Kìa, con nó nhả khối kìa, 79 đó, ứng ốc chưa. Một giò, nhìn giò trước có chí nì, hai giò múc nước đổ qua lại nhân chính của mình. À, người ta nặng 1 tấn 490, mà không biết có ông nào có lên nói tới 1 tấn 8 lần. Thôi mình cũng không có giảng giải gì nhiều, mình gỡ cho cái đường dẫn, cái link lần mà tải cái thông số 518 thì coi cho nó chắc ăn. Mình nói 1 tấn 490, ông lên ông nói mình nói có 1 tấn 4, ông nói là nhớ là tới 1 tấn 8. Đất này chạy quá khỏe luôn, bằng trang chạy không có miếng lúng. Hai bốn không qua không tục bô là cái đờ đầu tiên là em 5000 VN nha anh em. Em 5000 VN là đờ đầu của 6040. Con 5000 hai tua sớm mà tua số 2 tới 1000 lận. Giống như mấy con được cũ. Kubota này thì xài theo nhận định chung của nhiều anh em là không tục bô, cứ xài hoài, khi nào nó xuống máy đấu tục bô chạy tiếp. Đó, điển hình như 6040 đấu tục bô mà lỡ máy xuống là gác đầu khác, chứ không có đấu tục bô được nữa. Giờ nó đấu tục bô sẵn rồi, nó có tục bô sẵn rồi. Nhưng mấy con 5018 này không có tục bô nè. Thì khi nào máy xuống thì gác tục bô lên quất tiếp thôi. Kubota nó lợi thế được cái chỗ đó đó. 5018 này hôm trước mình có quay đường con đấu tục bô đó nha, anh em nào cần mình gửi lên cho xem đấu tục bô của 6040 luôn. Nói chung 2403 có con phọt một đó, nó gác nguyên một cụm lê ống bô với tục bô của 6040 luôn, chỉ cần đi đường nhớt thôi à. Rồi rồi, nó nhả khói rồi trời. Thì anh em không muốn quay mà cũng phải quay cho anh em xem đó. Lên tới trên này luôn rồi nè, nè. Nè, thấy chưa? Dài xuống. Mấy thứ này thì cái nét đặc trưng nó ra khói rồi, mà con này ra khói hơi bị nhiều. Tăng tốc. Hai bốn không ba. Hai bốn đúp bê.